Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy Zolo V10. Thì đây là cái phiên bản Zolo V10 mới ra cách đây vài ngày thôi. Thì nó cũng còn một số lỗi lăn tăn linh tinh mà tác giả chắc sẽ fix sớm thôi. Thì đây chúng ta thấy là cái Zolo chúng ta hiện tại ở phiên bản là V1.0, mới đăng có 3 ngày thôi. Thì để chạy được cái Zolo V10 thì đầu tiên chúng ta sẽ vô đây tại cái zip này về máy tính của chúng ta. Thì khác với cái V8 là nó cài thông qua thư viện, còn thằng này nó vẫn chạy thô như giống với thời của V5 á. Ta vô vậy, nén ra, ta copy hết đống này. Rồi các bạn vô, tạo một cái project, rồi sau đó bỏ nó vô cái project đó, tạo cái project đàng hoàng nha, thì bỏ nó vô trong cái project đó. Là mấy cái file linh tinh này kệ nó. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ đi chọn mô đồ. Thì mô đồ của chúng ta là ở đây chúng ta có rất nhiều mô đồ, thì các bạn lựa cái mô đồ nào các bạn ưng ý đó, bấm vô rồi tải về. Đây là cái dạng đồ người ta cung cấp về cái hiệu năng của V10 so với cái bản Zalo V khác. Thì nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể so sánh giữa các bạn này với nhau xem cái nào là nó tối ưu nhất. Thì hiện tại mình thấy là có V8, V9, V10, nhưng mà V9 thì nó cũng chỉ ăn ăn ghép ở trong cái V8 thôi, thành ra là nó cũng chưa được tối ưu lắm. Thì tác giả có nói là nó nhanh hơn V8 đó, nhưng mà thực tế thì V8 hiện nay nó cũng đã nâng cấp tốc độ rồi, cho nên mình cũng chưa biết chắc là thằng nào nó tốt hơn. Nhưng mà nói về những ai làm dự án á thì V8 là lựa chọn tốt nhất rồi. Còn hiện tại cái V10 này thì các bạn thấy nó copy y xì những cái gì có bên V8, copy về. Tuy nhiên ảnh mod lại một cái là ảnh thêm cái V10 vậy thôi. Đó, anh thêm cái V10 vậy nè. Thành ra nó tới mức độ nào thì mình cũng chưa rõ, nhưng mà hiện tại thì nó đang sợ cái nền của V8. Rồi quay lại dự án chúng ta một tí. Sau khi chúng ta có mô đồ, chúng ta có những cái file cần để chạy, bây giờ chúng ta đi sẽ đi cài thư viện. Thì cài thư viện đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh lệnh tác giả cung cấp bên ngoài. Thì nếu ai cài Conda thì cài cái này, còn nếu các bạn xài thư viện thường bip sử dụng cái này. Copy dán vô đây, cài. Rồi sau khi cài xong cái này á thì các bạn cũng phải cài thêm cái này nữa. Nên đầu đủ hai cái nha. Phải đủ hai cái đó thì nó mới chạy được. Rồi sau khi cài hai cái đó xong thì chúng ta có thể tiến hành chạy từ V10. Thì cũng tương tự với V8 thôi. Thì ta bỏ ở đây. Rồi, theo cái cấu hình này, video là cái video mình để ở đây. Sau true thì dành cho cái dạng mà chạy video. Còn nếu như các bạn xài cái hình á thì các bạn để là show true. Tại vì hình nó có một cái frame duy nhất, mà nếu chúng ta để sau thì nó chỉ nhá cái nó tắt ra thì chúng ta không thể thấy kịp. Nên hình thì thường chúng ta để đây là show true. Còn đây mình thêm cái project bằng ring này vô á, thì do là vì một lý do lỗi nào đó mà nó cái mặc định nó lưu ở bên cái project cũ ngày xưa mình làm, nên là để khắc phục là bắt nó lưu trên cái project hiện tại thì mình sẽ thêm project bằng ring này, để cho khi chạy xong nó sẽ lưu vô cái folder ring này. Lưu cái hình kiểu vậy thì khắc phục tạm thời thôi. Thì không biết tương lai họ có sửa hay không mình chưa rõ. Thì mình chạy thử nhé. Các bạn thấy là nó chạy cũng khá tốt ha. Còn hiệu quả đến đâu, tới mức độ nào thì chúng ta còn phải so sánh với cái mô đồ thì chúng ta mới biết được. Như thằng V10 này với thằng V9 thì cũng về là dạng cái sinh trên cái sườn của V8. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.